Xin chào các bạn, chúc các bạn xem kênh vui vẻ. Hôm nay trong video này mình sẽ làm món pizza mì. Thì những nguyên liệu mình các bạn thấy đây rất là đơn giản phải không? Hai gói mì, tương ớt, mozzarella, hay xúc xích, hay quả trứng, phô mai và hành mình đã cắt sẵn rồi nha các bạn. Thì những nguyên liệu này rất là dễ làm và hầu như biết nào cũng có. Món pizza mì những đứa bé, những đứa trẻ trong gia đình em mình rất là thích ăn. Mình cũng hay làm cho các bé ăn. Nên hôm nay mình sẽ làm một video gửi đến các bạn. Thích các bạn xem, đăng ký like ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình chuẩn bị làm, các bạn theo dõi mình làm nha. Cha sẽ cho hai gói mì vào tô nha các bạn. Ta trộn đều lên nha. Ta cho hành lá vào luôn các bạn. Ta trộn đều lên nha. Ta cho mì gói vào trứng. Các bạn cho vào chảo khoảng 2 muỗng dầu ăn thôi nha. Các bạn cho mì vào. Thank you.
các bạn bè xuống cho mì nó sẽ xuống cho các bạn, cho mì nấy lại. Hơi vàng lên các bạn, ta lật mặt qua nha. Thì cái mặt này mình đã lật lại rồi nha các bạn, rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ đợi mặt dưới vàng, mình sẽ để xúc xích phô mai lên bề mặt của bánh nha. Giờ mình cắt xúc xích nha các bạn, mình cắt xéo nha. Bánh cũng tương đối vàng nha các bạn, tương cà rồi nha các bạn. Các bạn đừng để nhiều ha, mình để ít ít thôi, để nhiều sẽ bị chua. Các bạn cho xúc xích vào nha. Bí thì mình vẫn còn đang để lửa nha các bạn, nhưng mà để lửa rất là nhỏ nha. Đây là phô mai kép sợi nha các bạn. Các bạn để lửa riu riu để cho phô mai nó tan chảy nha. Rồi đây các bạn, phô mai đã tan chảy rồi nha các bạn, rất là ngon luôn. Ta tiếp tục, ta cho tương ớt vào nha các bạn. Thank you.
dẫn chưa các bạn? Rất là ngon luôn. Đây là chiếc bánh pizza mì mình đã làm hoàn chỉnh rồi nha các bạn. Món này hàng tuần mình đều làm cho các con của mình ăn. Nếu có thời gian rảnh, các bạn có thể làm cho các con và gia đình mình dùng nha. Rất là dễ làm và làm cũng nhanh nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn xem kênh vui vẻ. Thích các bạn hãy like, ủng hộ, đăng ký kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.